Sao kỳ vậy? Về hỏi mẹ coi chứ là tụ trường rồi á. Nó đi học rồi. Đi học gì mà học đi. Nó đi học rồi, người ta đang dạy học mà. Thì con nghĩ thôi, con mẹ quá ngay cũng nghĩ kỳ lúc con em nó mồ ngay. Khi là con em nó mồ thì ngay nghỉ học luôn rồi. Gần như là nó đi phải đi học trước một tuần hai tuần gì á. Ủa? Sao vậy xua thiền kim? Nó thiệt té nha. Vô đây mà nó nắm nó lôi gần chết luôn, không phải vô. Nó dắt vô nó bắt ngồi ở đây á. Mà đã không vô rồi trời ơi nhảy đau.